phải chăng tổng 5 ly để cản đường Tô Lâm để liên minh Nghệ Tĩnh chiếm cứ điểm? Có thể nói Tổng Bí thư hiện giờ như một cái xác không hồn, sức sống tự nhiên trên cái xác 80 năm ấy gần như đã cạn. Dù các bác sĩ Trung Quốc kéo dài tuổi thọ cho ông bằng các loại thuốc quý thì ông cũng chẳng thể hưởng thụ được gì ở vị trí quyền lực tột đỉnh. Hiện nay bao nhiêu thế lực đang lăm le muốn chiếm lấy chiếc ghế quyền lực mà ông đang ngồi. Điều đáng nói là phe mạnh nhất có thể xoán được ngôi của ông lại không phải là phe Nghệ Tĩnh mà ông đã bỏ ra rất nhiều năm để nâng đỡ. Có một điều rất rõ là thế và lực của ông Tổng trên chính trường đã suy giảm. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9, ông đã vã lại lỗ hổng đó và gia cố thêm cho Ban Bí thư. Nhưng xét về thực lực thì Ban Bí thư này đã không còn mạnh bằng thời điểm từ năm 2023 trở về trước. Tuy Ban Bí thư đã yếu đi nhưng sức mạnh của ông Tổng vẫn không dễ lay chuyển. Bởi ông Trọng có cả sức mạnh cứng lẫn sức mạnh mềm trong đảng. Sức mạnh cứng là ông vẫn có trong tay Ban Bí thư với 8 ủy viên Bộ Chính trị, vẫn nắm trong tay Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ban này nếu ra tay thì cả khối quan chức phải lo sợ. Còn về sức mạnh mềm, ông Trọng có uy tín trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị lớn hơn nhiều so với Tô Lâm. Đối với ông Trọng, nhiều quan chức thực sợ mến ông, còn với Tô Lâm thì ai cũng căm ghét. Do đó, Tô Lâm vẫn không dám làm càn đối với Tổng Trọng vì ông sẽ không thể lường trước được phản ứng của những người xung quanh. Cho đến giờ này, ba đại đệ tử của Nguyễn Phú Trọng là Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đều đã rụng nhưng vẫn còn đó nhóm Nghệ Tĩnh. Trước khi Vương Đình Huệ bị đánh rụng, nhóm Nghệ Tĩnh có tổng cộng 4 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng sau khi ông Huệ rụng, ông Trọng lại bổ sung thêm một người Hà Tĩnh vào Bộ Chính trị, cho nên tổng số ủy viên Bộ Chính trị của nhóm Nghệ Tĩnh vẫn là 4. Điều đang nói là cả 4 người này đều đang ẩn nấp trong Ban Bí thư của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ ông Tô Lâm đã nhận ra ý đồ của Tổng Trọng là che chắn để nhóm Nghệ Tĩnh hồi sinh. Cho nên ưu tiên hàng đầu của Tô Lâm hiện nay dường như là đánh tiếp vào nhóm này. Người đang bị Tô Lâm nhắm đến là Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương. Ông Trạc đã thể hiện quá sớm âm mưu cắt đứt sợi dây điều khiển của nhóm Hưng Yên đối với Bộ Công an, nên ông Trạc đang phải đối mặt với những đòn thù nguy hiểm nhất hiện nay của Tô Lâm. Phan Đình Trạc cũng rất khôn khi Tô Lâm mới đánh Võ Văn Thưởng, ông nhảy ra tranh ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Khi không thành, ông lại nhảy về Ban Bí thư ẩn nấp cho nên an toàn. Giờ đây, người thay mặt ông Trọng trấn giữ Ban Bí thư là Đại tướng quân đội. Vì vậy, thành viên Ban Bí thư có thể được che chở tốt hơn so với thời bà Trương Thị Mai. Ông Trọng còn sống ngày nào là ông không ngả dế Tổng Bí thư ngày đó, mà còn Nguyễn Phú Trọng trên ghế Tổng Bí thư thì Phan Đình Trạc còn nơi ẩn nấp. Còn 18 tháng nữa là đến đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu ông Trọng đủ sức có thể kéo dài sự sống đến hết thời gian này nhằm cản đường Tô Lâm thì có lẽ cũng đủ thời gian giúp cho nhóm Nghệ Tĩnh hồi phục để phản công trở lại với phe Hưng Yên của Tô Lâm. Không biết liệu Tô Lâm có tính bài toán nào để dẹp bỏ kẻ cản đường vĩ đại Nguyễn Phú Trọng hay không. Nếu không dẹp được Nguyễn Phú Trọng sớm thì về sau Tô Lâm càng bất lợi cho việc hoạt động và đoạt ngôi Tổng Bí thư. Khi mà nhóm Nghệ Tĩnh hồi phục được hoàn toàn sức khỏe thì điều đó ngày thêm xa vời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin phải chăng Tổng Trọng 5 ly cản đường Tô để nhóm Nghệ Tĩnh chiếm điểm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chính Tô, liên minh của hai kẻ đồng sàng dị mộng, mầm đại loạn đang được nhen nhóm. Tô Lâm đã tốn rất nhiều thời gian nấp dưới trướng của ông Nguyễn Phú Trọng để xây dựng vây cánh trong Bộ Công an. Đến nay, Tô Lâm cũng chỉ tin tưởng những người gốc Hưng Yên mà thôi, hoặc những người có mối quan hệ thân hữu với ông ta. Và có lẽ chỉ có những con người gốc Hưng Yên được ông Tô Lâm nâng đỡ và cất nhắc trong thời gian dài mới là người sát cánh cùng Tô Lâm. Ở trong Bộ Công an, Tô Lâm gặp Phạm Minh Chính từ rất sớm, nhưng hai người này chưa bao giờ là đồng minh của nhau.
họ luôn là đối thủ cạnh tranh từng chút một. Nếu năm 2011 mà Phạm Minh Chính không rời Bộ Công an, thì chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an sau khi ông Trần Đại Quang rời đi sẽ là cuộc chiến chí tử giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, đấy chỉ là nếu, vì thực tế Phạm Minh Chính sẽ đi theo một hướng khác. Sự bắt tay giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính trong thời gian gần đây được đánh giá là chỉ mang tính thời điểm. Bắt tay nhau mà chẳng trợ lực gì cho nhau, một kẻ làm hết, còn người còn lại thì núp lùm chờ thời. Việc thổi bay chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội của ông Vương Đình Huệ là do một mình Tô Lâm thực hiện, còn dấu ấn của Phạm Minh Chính thì rất mờ nhạt. Có lẽ Tô Lâm và Phạm Minh Chính bắt tay nhau chủ yếu để loại nhân vật đang ở gần ngai vàng nhất và cũng để né tránh đối đầu cùng một lúc hai đối thủ. Phạm Minh Chính không muốn vừa đối đầu với Vương Đình Huệ, vừa đối đầu với Tô Lâm, và Tô Lâm cũng như vậy. Sau khi loại Vương Đình Huệ rất nhanh chóng, thì nhiệm vụ tiếp theo của Tô Lâm là hạ bệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một khi ông Nguyễn Phú Trọng còn ngồi đó, thì Tô Lâm và Phạm Minh Chính còn cần phải liên minh với nhau. Bởi nếu hai người này choảng nhau, thì phe ông Tổng sẽ lại trỗi dậy, và người hưởng lợi nhiều nhất sẽ là Đại tướng Lương Cường. Việc ông Trọng quyết bám ghế đến cùng đã tạo ra mầm loạn ở thượng tầng chính trị Việt Nam. Ông chưa bao giờ từ giã chính trường, nhưng mà bất ổn hậu Nguyễn Phú Trọng đã và đang rõ nét hơn bao giờ hết. Đấy là mầm loạn xuất phát từ hai nhân vật đang có tham vọng đoạt ghế Tổng Bí thư. Giả sử ông Nguyễn Phú Trọng chết đi thì còn có liên minh Phạm Minh Chính và Tô Lâm nữa hay không? Đây là câu hỏi được đặt ra. Hậu Nguyễn Phú Trọng thì chẳng còn lý do gì để hai đối thủ này tiếp tục bắt tay nhỏ nữa. Khi đó rất có thể họ đã chuyển sang đối đầu và thượng tầng chính trị lại có cặp đấu mới sống mái với nhau. Tô Lâm là người gây ra rất nhiều tai tiếng, từ thành phần trong đảng cho đến cả người dân đều không ưa ông này. Ông bị đánh giá là người tàn bạo, bất chấp luật pháp, tham ăn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là một hung thần đối với cả 100 triệu dân lẫn 5 triệu đảng viên. Nhưng dù ông không được ủng hộ cả trong dân lẫn trong đảng, thì cuối cùng cũng không ai ngăn cản được thế lực của ông bành trướng và thâu tóm quyền lực. Với một Tô Lâm như thế, nếu Phạm Minh Chính không bất chấp luật pháp và bất chấp luật đảng, thì khác nào tự trói tay mình trước Tô Lâm đây. Cho nên, hậu Nguyễn Phú Trọng không chỉ có thế lực Tô Lâm, mà các thế lực khác cũng sẽ đi tới lối mòn cho Tô Lâm tạo ra để tồn tại trong chốn cung đình đầy cạm bẫy. Đối với Tô Lâm, chỉ có quyền lực là muôn năm, và chắc chắn đối với Phạm Minh Chính cũng như thế. Sẽ không có ngoại lệ nào cả, không ai vì lợi ích chung, mà ai cũng chỉ vì lợi ích cá nhân và phe nhóm của mình. Luật chơi quyền lực muôn năm khiến cho thế lực không bao giờ liên minh được lâu bền. Đấu trường nào cũng là luật chơi của nó, nhưng đấu trường ở thượng tầng chính trị Việt Nam chẳng có luật chơi nào cả, luật duy nhất là luật của kẻ mạnh, nên ai cũng muốn mình mạnh nhất, bất chấp thủ đoạn. Đấy chính là mầm mống của đại loạn thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Thủ tướng và Tô Lâm liên minh của hai kẻ đồng sàng dị mộng, mầm đại loạn đang được nhen nhóm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.